Có cái điện thoại gì trên bàn nó không Ly? Không có là mày chết. Chờ chị, chờ chị luôn. Ly nhìn hôm mà có cái này nó ăn rồi Ly. Nhưng mà mỡ quá. Ừ, mỡ đây. Chị đặt hắn là mụn mỡ, còn người khác đặt gì chị không biết. Đặt tay cho mụn luôn. Miếng cứng chờ rồi. Không à. Có cục vô đây nhưng gần ngực quá. Tậu chưa. Rồi xuống dưới này rồi. Tao ré rau vậy sao luôn. Ừ, chị bé bị nhiều ấy. Một cái đi đeo ra đó đây. Một hơn quá à. Ừ, thì ngực, bụng, cổ. Nách. Nách có hai cục mấy. À. Kéo cứ kéo lấy 150 đi bỏ vào hộp luôn đó đi. Bé nó chắc chịu cái này nữa là xong. Chịu không nổi nữa. Hai nay mụn này là còn dễ hơn mụn kia. Mụn kia đau lắm. Nó thì vẫn nhẹ hơn.
Cứ cái này. Bóng lửa mong lửa tạo quay vậy dạ. Đang dậy 4 phút mà anh cũng thấy cái này luôn đó. Con bé với thằng cu nó đợi hả lấy mới vô à? Hai đứa mới vô. Chắc con bé đã thành cô nó mới đi. Ừ. Hai lần. Chưa chưa thoát tim rồi gần xong rồi và tạo ghế nhưng mà chỗ bụng nhiều quá em nè đau như kéo kéo cố gắng nha así. Nín cứng à, nín chai cứng rồi nè. Cục duy nhất nữa xong nó cục duy nhất cuối cùng.
cục này mới là cục duy nhất này. Bán xỉu nữa. Không nói anh thấy.